cố định một đầu của dây ben vào cột hoặc những nơi phù hợp với độ cao ngang hông. Đầu còn lại đeo vào nếp gập hông của bạn, giữ thẳng lưng và đưa hông ra sau, theo hướng của dây. Nếu bạn làm đúng thì sẽ cảm thấy căng ở đùi sau.